Kính thưa đại chúng, chắc hẳn qua phần giải đáp rất tận tình, nhiệt tình của Đại Đức Giảng Sư, chúng ta đã hiểu được phần nào về vấn đề này. Còn bây giờ, kính mời đại chúng cùng đến với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ hai như sau. Kính bạch quý thầy, con thấy phần nhiều các chùa đều thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Xin cho biết nguyên nhân vì sao ngài lại quẩy cây gậy chỉ có một chiếc giày. Vâng, câu hỏi khá thú vị. Sau đây một lần nữa chúng con xin được thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư hoan hỷ giải bày để cho chúng con được hiểu rõ. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, Bồ Đề Đạt Ma là một vị tổ sư. Ngài được truyền tổ ấn qua các đời tổ sư. Khi Đức Phật nhập diệt thì truyền tâm ấn lại cho Tổ Ca Diếp. Trải qua 27 đời, Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ thứ 28 của Ấn Độ. Nhưng mà từ Ấn Độ ngài qua Trung Quốc để truyền đạo, cho nên ngài là tổ thứ nhất về Thiền Tông ở tại Trung Hoa. Bồ Đề Đạt Ma là thái tử, con của vua Hương Chí, trị vì một đất nước ở phía nam Ấn Độ lúc bấy giờ. Vua Hương Chí cũng là một Phật tử thuần thành. Có một lần nọ, nhà vua thỉnh tổ Bát Nhã Đa La về để giảng kinh và cúng dường trai tăng. Đó là cơ hội đầu tiên mà thái tử thứ ba của Hương Chí gặp được với Phật Pháp và gặp được tổ sư. Và từ đó là ngài mến mộ Phật Pháp. Một thời gian khi mà đức vua băng hà thì thái tử đến yết kiến thỉnh cầu tổ Bát Nhã Đa La xin xuất gia và được tổ nhận lời ban cho cái pháp hiệu gọi là Bồ Đề Đạt Ma. Thì thầy trò tu với nhau một thời gian nhiều năm. Sau đó thì Bát Nhã Đa La tổ sư đã kêu Bồ Đề Đạt Ma tới và nói: giáo pháp của ta đã trao truyền cho ngươi, ngươi hãy thừa hành mà truyền bá chánh pháp. Nên ở tại đất Ấn Độ này một thời gian thôi. Rồi sau đó, sau khi ta nhập diệt khoảng 5-60 năm, ông nên sang đất Trung Hoa truyền đạo thì sẽ có kết quả hơn. Thì khi mà tổ Bát Nhã Đa La qua đời thì một thời gian sau vài chục năm, Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa truyền đạo. Suốt 3 năm lên đên trên con thuyền thì sau đó ngài cập bến ở tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc. Đó là năm 520 dưới triều đại của vua Lương Võ Đế. Khi ngài đến Trung Quốc thì được chư tăng, tín đồ và các cái vương triều tiếp đón rất nồng hậu. Lúc này thì đạo Phật ở tại Trung Quốc đã thịnh hành lắm rồi. Có một lần nọ, vua Lương Võ Đế gặp Bồ Đề Đạt Ma và hỏi: thưa thiền sư, tôi là một nhà vua nhưng mà cũng là một Phật tử. Tôi xây chùa, tôi đúc tượng, tôi đúc chuông nhiều lắm. Công đức thế có lớn không? Bồ Đề Đạt Ma trả lời: chẳng lớn tí nào, cũng chẳng có công đức luôn. Quý vị hình dung, có những phẩm kinh Đức Phật dạy mình là cúng dù là một ngọn đèn, một giọt dầu cũng có phước. Trong khi đây một nhà vua xây dựng biết bao nhiêu chùa chiền, tổ trả lời chẳng có công đức gì hết. Thì vua hỏi: thế thì phải làm gì mới có công đức? Tổ trả lời là: công đức là tự tánh sinh ra trí tuệ. Đó là một cái chân như tánh trong sáng tròn đầy. Đó là công đức to lớn. Còn công đức ông làm là pháp hữu vi. Mà pháp hữu vi thì phước hữu lậu. Phước hữu lậu rồi cũng sẽ hết. Cái công đức vô lượng, công đức to lớn đó, đó là đệ nhất nghĩa đế, là chân đế. Thì vua hỏi: thế nào là đệ nhất nghĩa đế? Thì lúc đó tổ mới trả lời là: rỗng rang không thánh. Thì cuộc trò chuyện thì cũng vài lời để hiểu đạo, để trao đổi với nhau. Nhưng mà sau đó thì tổ thấy được căn cơ của Lương Giả Đế chưa tới thời và không ngộ được những cái ý của tổ nói. Cho nên sau đó tổ bỏ chỗ Lương Võ Đế và đến cái nước Ngụy
Ngài trú tại chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn. Tại ngôi chùa này á, Ngài ngồi cứ suốt ngày ngồi thiền, nhìn mặt vô trong vách núi, chứ không thuyết giảng, không nói năng, không làm gì hết. Các vị sư ở đây gọi Ngài là Bà La Môn nhìn vách, tức là Bích Quán Bà La Môn. Thì trong hàng tăng chúng của chùa Thiếu Lâm á, có một vị tăng là thấy được cái phong thái đỉnh đạt và giải thoát của một vị thánh tăng tên là Thần Quang. Thần Quang đoán biết đây là một tổ sư. Trong một cái mùa đông nọ, Thần Quang đứng dưới tuyết sau lưng của tổ sư để cầu đạo. Đứng từ đầu hôm đến cuối hôm, tuyết qua khỏi đầu gối, lạnh tê tái người. Thì lúc đó tổ quay sang nói với Thần Quang: giữa đêm tuyết lạnh như thế này mà ông vẫn đứng đó, thế thì ông cần cái gì ở đây? Lúc đó Thần Quang bạch Hòa Thượng: con cầu giáo pháp của Như Lai. Bồ Đề Đạt Ma mới dạy: giáo pháp nhiệm màu của Như Lai ba đời chư Phật trao truyền, đôi khi phải xả thân để cầu đạo. Ông chỉ đứng có vài tiếng đồng hồ dưới tuyết mà há cầu được đạo sao? Thần Quang nghe thế, thế là lấy dao chặt cánh tay mình để trước mặt Bồ Đề Đạt Ma. Thì Bồ Đề Đạt Ma cảm thấy được đây là khí khái của một bậc pháp khí đại thừa. Thì Đạt Ma mới nói là: như vậy là tâm ông cũng hết sức là thành khẩn, tâm ông cũng khá đấy. Thì lúc đó Thần Quang mới nói là: bạch Hòa Thượng, pháp ấn của chư Phật có thể truyền trao cho con được không? Bồ Đề Đạt Ma nói: pháp ấn của chư Phật tự trong thâm tâm, không thể người khác có được. Thì Thần Quang nói: dạ thưa, nhưng mà tâm con chưa an. Tổ nói: ông đem tâm đi tôi an cho. Thần Quang nói: nhưng mà tâm con không biết ở đâu hết. Tổ nói: không biết, như vậy là ta đã an cho ngươi rồi đó. Ngay câu nói đó thì Thần Quang liễu ngộ được chân thừa, và tổ ấn chứng ban cho cái pháp hiệu là Huệ Khả. Ban cho pháp hiệu là Huệ Khả. Thì có một lần nọ, tổ tập hợp các chúng tăng lại và tổ nói: tôi chuẩn bị phải đi xa, các ông phải trình bày cái sở kiến đồ của mình để coi sự tu hành của các ông đến đâu. Thì cái vị đạo phó đó, thì thưa với tổ là: chẳng chấp văn tự mà cũng chẳng lìa văn tự, đó là đạo. Tổ nói: ông chứng được cái gia của tôi rồi. Rồi bà Ni Tổng Trì thì thưa: theo chỗ con hiểu á, thì cũng giống như Ngài A Nan, duy nhất một lần thấy được Đức Phật A Xúc và từ đó không thấy nữa. Tổ nói: ông chứng được cái phần thịt của tôi. Rồi cái vị đạo dục thì thưa với thiền sư là: bốn đại vốn không, năm ấm chẳng có. Tổ nói: ông này chứng được cái phần xương của tôi. Trong người đó Huệ Khả thì đến lễ tổ rồi lặng yên không nói. Tổ nói: ông này chứng được phần tủy của tôi. Rồi sau đó tổ truyền tâm ấn cho Huệ Khả, truyền một cái tấm y, một cái bát và một cái bộ kinh Lăng Già. Và tổ nói: đây là chánh pháp nhãn tạng của Như Lai truyền trao, nay phó chúc cho Huệ Khả để mà thừa hành. Rồi truyền cho một cái bài kệ nữa. Rồi cũng có một lần khác nữa, có một cái vị tăng, có một cái vị quan. Ông quan này tên là Dương Huyễn Chi, ở tại chùa Thiên Thánh. Khi mà gặp tổ thì ông có nói: thưa thiền sư, tôi biết thiền sư là từ Ấn Độ qua đây, mà người ta tôn vinh thiền sư là tổ, vậy thì cái gì gọi là tổ đây thiền sư? Thì lúc đó Bồ Đề Đạt Ma mới nói rằng là: rõ được tâm tông của chư Phật, không một mảy may dính bụi trần cấu, đó là tổ. Thì ông quan nói: chỉ có thế thôi à? Đức Phật nói, thì tổ nói thêm: rõ được tâm của người, rành rẽ xưa nay mọi pháp,
chẳng có, chẳng không, chẳng mê, chẳng ngộ, chẳng hiền, chẳng ngu, chẳng thánh, chẳng phàm. Đó là tổ. Thì vị quan này hiểu được cái ý. Tổ có nói một cái bài kệ là: diệt bất đổ ác nhi sanh hiềm, diệt bất quán thiện nhi cầu thố, diệt bất xả trí nhi cận ngu, diệt bất phao mê nhi tự ngộ. Đạt đại đạo hề quá lượng, thông Phật tâm hề xuất độ, bất giữ phàm thánh đồng triển, siêu nhiên danh vi quyết tổ. Có nghĩa là đừng có thấy dữ mà mình chê, cũng đừng có thấy lành mà mình ái mộ. Đừng có bỏ trí mà theo ngu, đừng có bỏ cái mê mà về với ngộ. Đạo lớn thì quá lượng, mà cái thâm Phật tâm thì vô kể, chẳng cùng phàm thánh đồng vai, cái đó gọi là tổ. Và sau đó thì 3 ngày sau thì tổ tịch, tổ qua đời thì được tăng chúng đưa nhập tháp ở tại cái núi Hùng Nhĩ ở trong chùa Đình Lâm, đó là năm 529. Thì có một lần nọ là ông Tống Vân, tức là sứ của Trung Hoa đi qua Ấn Độ, tự nhiên thấy tổ xuất hiện đi băng băng trên mặt nước mà quẩy một chiếc dép. Thì Tống Vân hỏi tổ: ủa ngài đi đâu vậy? Tôi đi về Ấn Độ với đâu. Nhưng mà thôi, nói xong rồi cái ngài đi, thì Tống Vân về thưa lại với vua: thưa bệ hạ, hạ thần trong chuyến đi sứ thấy Bồ Đề Đạt Ma. Ngài nói ngài đi về Ấn Độ, mà sau cái ngài đã tịch đã cách đây mấy năm rồi, mà cả đất nước Trung Quốc ai cũng biết mà. Thì khi mà nghe Tống Vân nói vậy thì ngài vua cho tháo tháp ra, mở nắp tháp ra và bật quan tài lên. Thì trong quan tài không còn xác của Bồ Đề Đạt Ma, mà trong đó còn lại một chiếc dép. Và cái hình ảnh hiện nay các chùa thờ là Bồ Đề Đạt Ma cởi cành trúc đi trên biển và quẩy chiếc dép. Có phải vậy không ạ? Đấy. Thế thì tôi muốn nói với quý vị, cái câu chuyện lịch sử nó là như thế, nhưng mà cái ý nghĩa triết lý trong nhà thiền là nó như thế nào? Chúng ta phải hiểu cho được cái triết lý thì chúng ta mới thờ, nó mới có ý nghĩa. Từ Trung Quốc trở lại Ấn Độ mang một chiếc dép trên lưng, và khi mà vua cho mở tháp ra, bật quan tài lên thì còn trong quan tài một chiếc dép nữa. Thì nó nói lên cái điều gì? Thường mà chúng ta thấy dép là phải một đôi, đúng không? Có ai mang dép một chiếc không? Ai mà mang dép một chiếc là người ta nói mình là ấm đầu. Cho nên dép là phải dép một đôi. Nhưng mà ngài quẩy một chiếc. Tại sao quẩy một chiếc mà không mang mà lại quẩy? Thứ nhất là một chiếc mà không phải một đôi. Dép thì để mang dưới đất, mà ngài quẩy lên trên vai, chỉ chổng lên trên trời. Nó có một cái gì nó bất thường, phải không quý vị? Nó khác với thường tình của chúng ta. Mà sự thật nó khác với thường tình. Chúng ta thường á, chúng ta sống trong vòng đối đãi. Có, không, phải, trái, tốt, xấu, trắng, đen, tội, phước, đêm, ngày, đúng không? Chúng ta luôn sống trong vòng đối đãi. Mà còn sống trong vòng đối đãi đó là còn bị chi phối của pháp thế gian. Quá trình tu đạt cho được giác ngộ giải thoát là vượt lên trên đối đãi của thế gian. Tâm của chúng ta là một thể trong sáng và tròn đầy, nó không có pháp đối đãi. Tâm trong sáng chỉ có chúng sinh mới có phân biệt ngã nhân bỉ thử, đêm ngày sáng tối. Còn tự thể của nó đó là trong sáng, là trong sáng. Cho nên trong kinh có một cái từ gọi là bất nhị. Bất nhị nói một cũng không phải, mà nói hai cũng sai. Nó là một thể, là một khối trong sáng. Mà chính vì cái tâm phân biệt của chúng ta chia chẽ ra, chúng ta chia chẽ ra, cho nên chúng ta thấy có tốt, có xấu, có phải, có quấy. Nếu chúng ta thấy được thực chất của các pháp là nó là một thể, thì mình sẽ dung hòa và mình thấy nó không có cái sự phân biệt. Mình phân biệt có dơ, có bẩn, có tốt, có xấu. Chúng ta nhìn cái lẵng hoa này, mình thấy là hoa đẹp,
đúng không? Hoa này là quá đẹp, hoa rất là xinh tươi. Rồi chúng ta đi ngang qua bãi rác, mình thấy nó bẩn thỉu, nó dơ giấy, mình chỉ muốn gần hoa nhưng mà không gần rác. Nhưng quý vị có biết rằng những đóa hoa xinh tươi này cũng từ rác mà lên. Nếu không có rác thì làm sao có được hoa? Chính cái rác kia mà vung bồi cho hoa mỗi ngày được xinh tươi, được tươi tốt. Cho nên cái nhìn quán chiếu của Đạo Phật là hãy nhìn trong rác có hoa, và nhìn trong hoa mình thấy có rác. Đây là một cái đóa hoa sen. Mình thấy hoa sen nó sáng ngời và nó tươi đẹp. Nhưng mà hoa sen đâu có mọc trong pha lê, đâu có mọc trong thủy tinh đâu, mà nó mọc như bùn nhơ. Cho nên nhìn trong hoa sen mình thấy có bùn nhơ, và nhìn trong bùn nhơ mình thấy có hoa sen. Trở lại với sự vật hiện tượng, mình hãy quán chiếu lại cái tâm của mình. Tâm mình nó có những sân giận, nó có những si mê, nó có những tội lỗi. Nhưng mà trong đó cũng có những ánh sáng tròn đầy và trong vắt. Mình phải tìm ánh sáng tròn đầy trong vắt trong tội lỗi đó. Mình hãy gạt những tội lỗi và mình chuyển hóa tội lỗi, thì mình sẽ thấy được ánh sáng màu nhiệm của tự tâm. Sống còn phân biệt bên này bên kia, ngã nhân bị thử, tức là mình còn vướng vào trong vòng đối đãi. Mà vướng vào đối đãi thì mình chưa giải thoát được. Cho nên Đạt Ma Tổ Sư quẩy chiếc dép, tức là có ý biểu trưng là vượt ra ngoài phạm trù đối đãi của nhân sinh. Không có trên mà cũng không có dưới. Mình đang ngồi đây á, thì ở đây là dưới đất, còn cái trần là ở trên, đúng không? Nhưng mà con thằng lằn á, thì cái trần nó là ở dưới đất, còn mình đây là bên trên đầu của nó. Vậy thì cái gì là trên, cái gì là dưới? Đôi khi trái đất nó xoay chuyển, mình đang chúc đầu xuống mà mình không biết. Cho nên những cái trên dưới trong ngoài chỉ là những hiện tượng của thế gian. Mình tu mình cần phải quán chiếu điều đó, và mình vượt thoát những cái đối đãi của thế gian. Tức là mình chứng được các pháp, chứng được vạn pháp, tức là chứng được chân tâm thường trú. Đó là cái ý nghĩa mà Bồ Đề Đạt Ma xuất hiện với cái chiếc giày ở trên vai mà ngày nay chúng ta thường thờ ở bàn tổ của mình. Là về cái mặt lịch sử là câu chuyện như thế, về mặt ý tứ thì nó cũng mang cái ý nghĩa như vậy, cũng xin được chia sẻ với quý vị. Vâng ạ. Chúng con thành kính tri ân đại đức dẫn sư.